con duyên cha. Ông Nguyễn Hòa Bình, nguyên viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, là một người phán xét rất công minh trong nhiều vụ xử án. Qua vụ xử án Hồ Duy Hải thì tất cả nhân dân ta đã hiểu rõ. Ngay từ lúc khởi đầu ra lệnh bắt nghi oan, Hồ Duy Hải cũng là ông Bình. Rồi đến cố tình kết tội sai và xử án sai cũng là do ông Nguyễn Hòa Bình tạo dựng mà ra, đó là thể hiện tam quyền độc lập. Việc đi mua giao thất ở chợ cho vào hồ sơ, cũng như trong quá trình, công an điều tra có nhiều điều sai sót, nhưng về bản chất kết tội trong bản án không hề thay đổi, đó là cách xử án công minh của một ông chánh án tòa án nhân dân tối cao. Đối với ông Nguyễn Hòa Bình thì bất cứ ai bị bắt đều là người có tội và không cần biết rằng người đó có bị bắt oan hay không trong việc công an điều tra nếu không có đủ căn cứ chứng minh. Là tội nặng thì phải quyết có tội nhưng tội nhẹ. Nếu không đủ ở khoản cao thì phải xử ở khoản thấp. Đó là một câu nói khẳng định của một ông viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Cho nên ai đó không may bị oan trái trong vòng lao lý mà không biết chạy án thì sẽ bị giam giữ nhiều năm tháng hoặc bị xử tử cho đến chết. Mức lương của ông Nguyễn Hòa Bình và so sánh với tài sản kích xù của ông ấy thì thật là một sự chênh lệch khủng khiếp. Ông có 8 căn nhà biệt thự đắt tiền ở Việt Nam và chưa kể đến thủ đoạn của hai cha con ông Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Tuấn Anh nhằm chiếm đoạt đất và nhà của bà con nghèo Quảng Ngãi để làm hai dự án lên đến gần 1.500 tỷ đồng. Như vậy, thống kê cho thấy tài sản của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cũng là khủng khiếp, không thua kém mấy so với gia đình cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong nhiều năm qua, ông Nguyễn Hòa Bình rất hay đi công tác ở nước ngoài cùng với nàng dâu của ông ta. Khi ở nước ngoài, tất cả mọi người xung quanh đều là xa lạ, đôi bên không cùng huyết thống, ăn sung mặt sướng lại luôn ở bên cạnh nhau, chụp những tấm ảnh lưu niệm, men rượu, men tình lâng lâng. Như lựa gần rơm chắc hẳn rằng sẽ bén nhất là cái loại người như tên Nguyễn Hòa Bình thì không có việc gì mà hắn không dám làm. Có lẽ hắn học cán bộ đảng viên cao cấp ưu tú, một ông thầy cách mạng nông đức mạnh, cũng có một mối tình cha con cùng chung một tuyến hào. Đầu tiên là Nông Quốc Tuấn cặp bồ với Đỗ Thị Huyền Tâm, nhưng sau đó Nông Đức Mạnh luôn gần gũi cô nàng, rồi từ bồ con sau thành vợ chồng chính thức, làm cho Nông Quốc Tuấn phân uất từ cả cha đẻ của mình. Đó là một bài học để cho mọi người nên tránh. Nhưng Nguyễn Hòa Bình là một con người tham lam tiền bạc, địa vị và nhan sắc, lại rất hay đi công tác nước ngoài cùng nàng dâu, và hắn là thành phần khát máu, chắc chắn rằng sẽ là câu hỏi nghi vấn không tránh khỏi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, những tin tức đó sẽ bị tiết lộ từ những kẻ đi công tác cùng với hắn. Sau đầu đá để tranh giành địa vị, do ăn chia không đều, trật hà lẫn nhau, thì bọn chúng sẽ tìm mở kẽ hở của đối phương, nhằm hạ bệ trong đợt đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 này. Đó cũng là bản chất của một chế độ cộng sản độc tài và tham nhũng. Bọn chúng ngày hôm nay cùng vui mừng chúc tụng nhau trên ly rượu, nhưng ngày mai sẵn sàng chém giết nhau để tranh giành quyền lực. Vì vậy, một chế độ cộng sản mafia rất cần phải xóa bỏ nó. Chúng ta cần phải đoàn kết mạnh mẽ hơn nữa để tranh đấu xóa bỏ một chế độ độc tài đang hại nước hại dân. Tương lai quê hương ta chỉ có tự do dân chủ thì nhân dân ta mới thực sự được sống trong cảnh yên bình, xã hội công bằng, pháp luật công minh, toàn dân sẽ ấm no và hạnh phúc. Lú lò hay lờ với Nguyễn Hòa Bình. Cơ hội sống của Hồ Duy Hải sau lần phán quyết khốn nạn của chánh án tòa án để ươi tối cao Nguyễn Hòa Bình đang là vật cản cho trên cái ghế phó thủ tướng mà Nguyễn Hòa Bình nhắm tới trong năm 2021. Điều đó có nghĩa là sau phiên họp Trung ương chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đới Ươi 13 từ ngày 11 đến 15 tháng 5 năm 2020 tại Hà Nội sắp tới, nếu Nguyễn Hòa Bình tiếp tục lọt vào nhân sự chóp bù thì bản án với Hồ Duy Hải phải được thi hành trong vòng 30 ngày. Còn ngược lại, nếu chủ bí đầu tay Nguyễn Phú Trọng ân xá chuyển sang án chung thân thì quan lộ của Nguyễn Hòa Bình xem như chấm dứt. Và thậm chí cả gia đình Hòa Bình sẽ là đống củi khô, đủ dùng cho cái lò tôn từ lâu ngoài lạnh. Dù tin đang được kiểm chứng nhưng đã có một thế lực ngầm trong đảng phe Bắc Cộng, đang sổng lượng hé lộ thông tin cho thế lực thù địch, thoải mái vào chân ngưỡng khối sa tài cũng đáng giá hàng ngàn tỷ đồng của Nguyễn Hòa Bình so với mức lương 20 triệu đồng mỗi tháng của chánh án tòa án nhân dân tối cao. Hãy vào xem trang Chân Dung Quyền Lực với đầy đủ những hình ảnh và tài liệu còn sót lại từ Đại hội Đới Ươi 12 về gia sản tham nhũng của Bình nói riêng
và bày đàn chấp bu kỳ đỏ cộng sản nói chung. Tiểu sử Nguyễn Hòa Bình. Nguyễn Hòa Bình có lý lịch tiêu biểu của một hạt sống đỏ, nghĩa là con hoàng, của một cán bộ cộng sản, sinh năm 1958 tại Quảng Ngãi, được ra Bắc khi nào học tập tại trường học sinh miền Nam tương tự Phúc Niếng. Năm 1975-1980 vào Đại học Côn Đồ, An Ninh Nhân dân. Năm 1987-1991 được rèn luyện nghiệp vụ Côn Đồ tại Liên Xô. Chuyên môn của Bình là đấu tranh án kinh tế công nghiệp và xây dựng cơ bản, nghĩa là ý rất dành về quy trình đầu tiên trong làm kinh tế, đấu thầu xây cất, lập công ty ma, rửa tiền cơ bản là hối lộ cùng chạy án. Bí thư Quảng Ngãi. Phụ Nguyễn Hòa Bình là Phùng Nhật Hà, y thì cũng là mẫu người thời thượng cho các gái ngoan của bác. Lúc còn xuân thị hy sinh thân tiếp các thủ trưởng công an để giúp chồng thăng quan tiến chức, và Bình được điều về quê làm phó bí thư Quảng Ngãi. Nguyễn Hòa Bình xưng vợ cho thứ trưởng Bộ Công an để tiến thân. Khi chồng có tạm đủ quyền và thân mình cũng đã bèo nhèo thì y thị chuyển sang kinh doanh. Từ năm 2013, Phùng Nhật Hà được bầu là chủ tịch hội đồng quản trị công ty bia Sài Gòn miền Bắc, Sabeco Hà Nội. Kể từ năm 2016, khi trở thành vợ của quan chánh án tòa án tối cao, y thị lui về xứ Sơn Sao. Để lo chạy án, lập tức lý lịch trích ngang cũng bị triệt tiêu vì lý do bí mật nhà nước. Sau khi được điều về quê quán, Bình khởi đầu lập nghiệp từ việc chiếm đoạt đất đai của bà con dân oan Quảng Ngãi. Trong thời gian Bình làm phó bí thư, rồi bí thư Quảng Ngãi, Bình tranh thủ cặp đất của dân oan, chỉ hơn 3 năm quậy tại Quảng Ngãi, từ năm 2008 đến 2011. Bình đã thu gom gia sản được vài trăm tỷ hồ tệ, dân nghèo Quảng Ngãi và ông bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hòa Bình. Bình có hai con trai lớn Nguyễn Tuấn Anh, được thu xếp cho một suất du học tại Anh Quốc. Năm 2006, tốt nghiệp Đại học Kinh tế và Chính trị London, Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục được đài thọ xuất học thạc sĩ tại Đại học Nottingham, rồi về nước năm 2008, cùng cha nhậu nát quê nhà Quảng Ngãi. Trong thời gian 2008-2011, hai cha con Hòa Bình Tuấn Anh hợp đồng ăn cướp, đầu tên Nguyễn Tuấn Anh để vợ Hoàng Minh Thụy đứng tên mở ra ít nhất 8 công ty ma. Các công ty ma này tuy chỉ có số vốn đăng ký ban đầu chỉ vài chục tỷ, tổng số vốn các công ty hơn 100 tỷ vào thời điểm năm 2015, nhưng lại được tham gia vào trúng thầu vào các dự án nghìn tỷ do cha chồng quyết định. Trong số các dự án lớn của Nguyễn Tuấn Anh tại Quảng Ngãi, phải kể đến hai dự án lớn: dự án khu liên hợp bến xe Quảng Ngãi trị giá 458 tỷ và khu đô thị An Phú Sinh trị giá 972 tỷ. Cả hai công ty liên danh này lúc ban đầu khai man là chỉ có 6 tỷ đồng vốn của gia đình, còn tất cả số vốn còn lại là do huy động vốn từ người quen trong gia đình mà ra. Những dự án nghìn tỷ của Nguyễn Tuấn Anh, con ruột ông Nguyễn Hòa Bình tại quê nhà Quảng Ngãi, chỉ mặt những công ty ma của Nguyễn Tuấn Anh, con trai viện trưởng Nguyễn Hòa Bình. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân, kể từ tháng 4 năm 2010 khi lên làm viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bình để con trai ở lại trông gia sản tại Quảng Ngãi, còn Bình chuyển về từ cặp đất sang cặp tiền, từ chạy án và bảo kê. Trên ghế viện trưởng, Bình chịu trúng mánh khi nào án có các đại gia đỏ xính chầu như vụ án oan Hồ Duy Hải năm 2008 liên quan tới Trương Mỹ Hoa, án tham nhũng Dương Chí Dũng, Phạm Quý Ngọ năm 2014, liên quan tới Trần Đại Quang và Trương Mỹ Lan, hay vụ chạy án để sự trắng án trong dự án chợ trung tâm Bảo Lộc giá trị 750 tỷ mà phần lại quà cho Nguyễn Hòa Bình ít nhất 20%. Tiền mặt hàng loạt các căn nhà mặt tiền, biệt thự, căn hộ cao cấp của gia đình viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tại Hà Nội. Riêng tại Hà Nội, tính đến năm 2015, Nguyễn Hòa Bình đang sở hữu tới 8 biệt thự. Căn hộ cao cấp bao gồm căn nhà mặt tiền 3 tầng tại đường Giải Phóng trị giá 22,5 tỷ đồng, căn biệt thự Vinhome Riverside BL09-02 trị giá 21,8 tỷ đồng, căn biệt thự Vinhome Riverside AD01-58 trị giá 13 tỷ đồng, căn biệt thự Vinhome Riverside HB08-33 với giá 18,9 tỷ đồng, căn biệt thự Vinhome Riverside HS06-29 với giá 19,9 tỷ đồng.
Căn E01 dự án khu nhà ở thấp tầng số 15, ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, với giá 10,8 tỷ đồng. Căn hộ 1411 Vincom Center Hà Nội, với giá 6,7 tỷ đồng. Căn hộ C, tầng 25 tòa nhà CT1, Vimeco tại Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội, với giá 20 tỷ đồng. Lưu ý giá trị tài sản bên trên là tính theo giá thời giá năm 2015. Ngoài ra, Bình còn sở hữu hàng trăm hecta đất chiếm của dân nghèo tại Quảng Ngãi, bất động sản tại Đà Nẵng, Thanh Hồ và cả ngoại quốc, mà phần lớn Bình đã giao cho vợ, con trai lớn và dâu, con nhỏ, đứng tên. Tổng cộng gia sản gia đình Nguyễn Hòa Bình không dưới ngàn tỷ Hồ tệ, hơn 40 triệu đô la. Tranh án Tòa án Nhân dân tối cao và ghế Phó Thủ tướng. Khi chuyển lên chức danh Tòa án Nhân dân tối cao với nghiệp vụ của tướng công an, Bình không những thu thêm tiền tỷ từ việc chạy án, mà còn nắm được bài tẩy của thế lực trong đảng như Trương Mỹ Hoa, Trương Hòa Bình, Lê Thanh Hải, Trương Tấn Sang. Và Bình dự trù chung thế lực này để ủng hộ nhắm tới cái ghế Phó Thủ tướng trong năm 2021. Từ năm 2015, tại Đại hội Đảng kỳ 12 đã xảy ra đấu đá tranh giành ghế và quyền lực giữa phe Bắc Cộng với Trọng Lú và phe Nam Cộng với 3X. Lúc bấy giờ để triệt đối thủ, Trọng Lú bắt buộc phải cộng tác với nhóm công an, trong đó có Hòa Bình thuộc phe Nam Cộng. Dù rằng thông tin về gia sản khủng của Nguyễn Hòa Bình đã lộ rõ trên trang Chân Dung Quyền Lực từ năm 2015, nay sang Đại hội Đảng 13, Bắc Cộng và Nam Cộng lại đấu đá tranh ghế trong nội bộ cả cha. Và chính phủ, đầu năm 2020, sau vụ đồng chí giết đồng rần tại Đồng Tâm, uy tín phe Bắc Cộng Trung Hải Trọng đang bị xuống thấp vì muốn phục hồi uy thế trong đảng và đánh lạc hướng thành phần đang tự diễn biến trong đảng, vừa lấy lại niềm tin của đảng, nên phe Bắc Cộng chìa mũi dùi vào Nguyễn Hòa Bình thuộc phe Nam Cộng. Vì lý do đó, Bắc Cộng đã chơi khăm Nguyễn Hòa Bình qua việc đưa vụ án oan Hồ Duy Hải ngay trước khi cuộc họp Trung ương về nhân sự cho Đại hội Đới ươi 2020. Hiện nay, Trọng Lú đang gặp khó khăn giữa hai chọn lựa, lo hay lờ. Nếu Trọng Lú quyết định ân xá Hồ Duy Hải như đệ lời tướng Minh Quân, nhưng y lại bị ép vào thế phải đưa Nguyễn Hòa Bình và gia đình vào lò để lấy lại uy tín với đàn khí đạo. Hoặc Trọng Lú quyết định lời đi vụ án Hồ Duy Hải và y đành đứng nhìn phe Nam Cộng chiếm ghế đa số lấn át phe Bắc Cộng lý luận. Nguyễn Hòa Bình là điển hình của hạt giống đỏ, được đào tạo chính quy từ côn đồ công an. Đi lên nhờ dâng vợ lấy quyền, chức thấp hàng tỉnh thì cướp đoạt tài sản dân nghèo, quyền cao hàng bộ thì hối lộ tham nhũng và thối nát. Bản thân là tên công an côn đồ, trong gia đình là tên chồng khốn nạn, trong gia đình là tên tham ô. Trong xã hội là tên tham ô tội phạm, trong tòa là tên lưu manh mà lại được chọn làm tranh án tối cao cả nước. Nếu y ngồi được cái ghế phó thủ tướng, thì y không bán nước mới là lạ. Thật thương tội cho Hồ Duy Hải và gia đình. 12 năm trước, em đã bị hệ thống tư pháp Cộng sản toàn trị chọn làm thế thân cho con cháu cán bộ. Nay lần nữa sinh mạng em lại được dùng trong cuộc chơi đấu đá tranh giành quyền lực giữa Bắc Cộng và Nam Cộng. Vụ án Hồ Duy Hải không chỉ là bằng chứng cho sự thối nát của hệ thống tư pháp Cộng sản toàn trị, mà còn là minh chứng rằng mạng người dân đen luôn bị xem như cọ rác trong trại súc vật Cộng sản Việt Nam. Bác cả ơi, Bình tòa âm mưu tạo phản. Bác Tổng Chủ kính thương yêu quý, trước hết con xin tự kiểm điểm. Từ phê bình là từ bấy lâu nay, con vô cùng yêu quý kính thương công ơn trời biển của bác, hết lòng lo lắng cho sự trường tồn của đảng. Dù đã qua tuổi cụ lai hy, nhưng bác nhất định tiếp tục hy sinh cống hiến. Con biết bác khiêm tốn không thích nịnh bợ, nên con giữ kín trong lòng không dám nói ra. Nhưng hôm nay có nhiều chuyện rất hoàn cảnh, con rất lo cho bác. Cho sự nghiệp quang vinh muôn năm của đảng ta, nên con phải nói ra. Đậu xanh cái bọn thối mồm, chẳng hiểu gì cả, ngắn não dài hơi, to tiếng cứ đâm xiên đá xéo bọn bác ham chức tham quyền, một mông hai ghế. Mà kệ chúng nó, bác phải hứa với con là không tự ái, không mắc mưu bọn xanh đấy nhé. Thế gian này mới ai tài ba như bác, uy tín lan tràn vũ trụ như bác, chăm phải cắt đít sang Hà Nội họp. Xôi xít mời bác qua chơi Nhà Trắng, bác còn cớ bình bọn nào thèm đi. Bác hắt hơi sủa mũi, tập Hoàng Loan cử chuyên gia Trung Nam Hải, huân hàng tấn biệt dược sang Ba Đình, chăm sóc. Ngày nào còn càng căm tranh thì còn người cầu cạnh bác. Bác bận lo đại cục, nên chuyển nhỏ mấy bay cát ngoài Biển Đông, chỉ cầm mối em Hằng, ca điệp khúc quan ngại,
là đám tàu chấp pháp lạ đủ kinh. Có đâm tàu cá ngư dân ta cũng chỉ đâm vào sườn, chứ nọ dám đâm vào mũi. Chúng mà cố đâm vào mũi tàu ta, bác sẽ cho chúng biết. Chúng mà cố đâm vào mũi tàu ta, bác sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ. Cứ mặc cho tàu với Mỹ cạnh tranh nhau, bác cứ là cứ yên tâm, buông màn lo đại hội, thế mới là cao thủ. Thế bác nhé, chúng nói đông nói tây thế nào, mặc kệ chúng. Kế to bác cứ ngồi, nếu cần bác ngồi cả ba kế cho nó chắc thế chân vạc cũng hay bác ạ. Khai anh những ấy cháu cứ thấy thế nào ấy, lúc nào cũng lăng xăng như ta đây sợ lắm. Chuyện gì cũng muốn cháu miệng vào, thèm sang nhà trắng lên tế não, nhưng bác chưa gật thì không đi được, có mà mơ. Cháu thích thế bác ạ, mình phải như thế nào người ta mới tiếp chứ? Đấy, nói tới đây cháu lại nhớ đến chuyện phải lo. Cháu nghiêm khắc phê bình bác về khuyết điểm mãi lo trường đạo quá mà lơ là chăm sóc bản thân, không thể đơn giản xem đó là chuyện nhỏ. Bác là chân mạng đế vương, thân thể bác là mình rồng là long thể. Chăm sóc bác phải là tầm tiên nữ, kèm lắm thì cũng là hoa hậu chân dài cỡ ngang với Lý Nhã Kỳ. Bác thấy lão tư sâu không? Sao mà mất nết bè đặt nhuộm tóc, mút ngoài với Lý Nhã Kỳ. Còn dạy hôn chụp hình lưu niệm cho bỏ mạng xã hội, nó tha hồ châm trích. Bác kéo em Tuyển Kim Tiêm về ban bảo vệ sức khỏe là có lòng với người trên trước là ông Hà Huy Tập, hay vì lý do sâu kín nào thì phận thấp bé như cháu không bàn tới. Nhưng sao sức khỏe của bác cho con này chăm sóc cháu không yên tâm. Toàn bằng cấp hữu nghị, chuyên lo chuyện vốn quen sân sau, cho đàn em bán thuốc giả, thu phần trăm tiền dự án, biết gì về y tế, nhìn mặt thấy cái nút ruồi, như cái gò đồng đa đá đủ hái. Sao sức khỏe cho Kim Tiêm thì có mà sớm đi gặp bác Hồ. Còn về chuyện tâm linh bác cũng lo chờ tới. Trong mấy cây lẻo khẻo ở Bài Đính, chưa hương, ca năm có nhằm gì đâu. Bác thấy đấy, lão sáng to người ghế chủ tịch chờ nắng đít, đã mua đất xây lăng mà vẫn không kịp. Khoang làm 5 hecta đất bác phải lo gấp 10. Phần nó định xây tượng thần công lý 5 mét, bác phải làm 10, 20 mét. Phải trấn ngay giữa hồ Tây, hồ Gươm nơi tự khí của Thăng Long. Phải thế thôi bác ạ, ngay đầu năm Hà Nội đổ mưa tụ nước. Để bác thầy đấy còn rất tình nhé, chuẩn nhé, tụ nước chứ thủ đô văn minh, sang trọng của ta làm gì có ngập úng. Tây Bắc mưa đá trung su sông lốc, điềm trời đấy bác ạ. Chắc hẳn là đám quần thần làm gì đó quá mức, đám nhiệt điện than thả khói, đám Formosa thả khải, đám Bosit thả bùn đỏ. Chúng nó láo thật, chỉ biếu bác cái tượng vàng bé bé mà tinh tướng. Cháu mà như bác, phải bảo chúng ói ra cái tượng con voi mà mút mới xứng tầm bác nhị. Nhưng dù là chúng nó làm bậy, đêm trời cũng ứng vào ngày bác. Thì họa tương khắc, mưa nhiều tất lo bị mùa lạnh, phải đốt mạnh vào, lượng ngay củi tươi củi sống, mặc mẹ cái bọn hài heo. Càng xê đi bác ạ, bên nào chúng đã nuôn ra ít nhiều rồi, chăm chú mấy con gà chết chịu mất thời gian. Nói tới đây con lại tức, bác cứ là bao dung cho lắm vào, cứ lo cho đảng mà quên khuấy đám nghịch thần đang lăm le quấn ngư tranh thực thời tiền đại hội. Lẽ ra cứ ngủ ngoan cho bác sắp cơ cấu đâu vào đấy cả chúng nó cứ đòi phần hơn. Lão tư sâu lại đứng sau giật dây khích bác, xúi giục, bác cứ tin cho lắm vào rồi có ngày. Lão này thâm độc lắm, chỉ sửa hơi bác để trả thù 3x. Nhân được bác tin cậy, lão cài cắm người vào thân cận bác, hoặc luôn lách để chui sâu trèo cao. Bên ngoài thân thớt nhưng bên trong đang lăm le vào bác đấy. Nói tới đây con sực nhớ tới thằng Bình Tòa, nghe hơi chừng đập bén mùi phản nghịch. Vụ án Hồ Duy Hải vừa rồi, Bình Tòa rất láo, ra mặt công khai chồng bác, vừa ham hố xứ danh, bao che cho đám tòa, viện công an cấp dưới bác kháng nghị, vừa là tết biểu quyết cho rằng kháng nghị không hợp pháp. Con đồ rằng nó không chỉ vật lại anh trí viện, mà còn sự sói vào uy tín của bác. Không ưng giám đốc thẩm hủy án thì cứ ra văn bản trả lời với anh trí cho nó nhẹ nhàng. Khôn hơn thì trình với bác bảo cho một tiếng là xong. Cớ gì bày ra giám đốc thẩm mấy ngày rồi tuyên bác. Nó láo và hiệp làm cơ, nó lôi ra công văn số 688 của văn phòng, thông báo ý kiến. Bác đề nghị trí viện xem xét, quyết định theo thẩm quyền, bảo đảm đúng pháp luật, vụ án Hồ Duy Hải, cho đám đàn em bình luận dê sói. Ngày xưa vua ban thưởng phương bảo kiếm, hoàn quân thầy kiếm như thấy người, tiền trạm hậu tấu mà không mắc tội. Lần này văn phòng đã truyền ý chỉ của bác rõ ràng vậy, mà bọn nó dám xúc diệm.
Ngạo mạn sửa luật sau công văn của bác với quyết định bác ơn xá của lão Tư Sâu. Nếu bảo quyết định của anh Tư Sâu là văn bản tố tụng, công văn 688 là văn bản hành chính giá trị thấp hơn, nó còn nói điều là quyết định chủ tịch nước còn hiệu lực, thì viện kiểm sát không có quyền kháng nghị. Kháng nghị của anh Trí viện không có giá trị pháp lý. Vuốt mặt về nề mũi, nó đánh anh Trí mà lôi cả công văn 688 ra đích thị là đá xéo bác. Nhưng so với bác Bình Tòa chỉ là mũi, nghe bác hát hơi cũng đủ nó đài xa quân. Chỉ mỗi mình thì bố bạo nó cũng chả dám dở trò, nhất định phải có cậy chống lưng, xứ biểu. Chồng ý nát đầu nát óc thì mẹ ra chỉ có lão Tư Sâu mới đủ mưu sâu kế hiểm. Nghĩ mà tức, oan án Hồ Duy Hại từ đầu chí cuối. Là bậu sậu thầy trò của lão Tư Sâu với hai thằng Bình Nguyễn, Bình Trương. Riêng Bình Nguyễn dính cả ba vai trò, công an lúc khởi tố, kiểm sát lúc truy tố, nay là chánh án tối cao chủ tọa hội đồng giám đốc thẩm này. Bình Trương là chánh án tối cao lúc phúc thẩm và từng ký đề nghị bác ân xá không kháng nghị giám đốc thẩm. Lão Tư Sâu cũng nhúng chàm quyết định bác ân xá. Tội của lão không ai thấy, không ai biết, ấy vậy mà được tiếng thơm rầm rầm khi ra công văn hoãn thi hành án. Lão còn khéo diễn ra công văn cho hai thằng đệ Bình xem xét lại vụ án, rồi lập đoàn liên ngành công an, kiểm sát tòa án để kiểm tra giám sát, để hè nhau ép vía bà Nga tư pháp, nhưng ngoài mặt lại thể hiện là nhân đạo công tâm. Nếu thật công tâm, lão chẳng đã bỏ ngoài tai lời khuyên trí lý trí tình của ông Tư Đạo. Đừng nhân danh pháp luật giết một người bằng bản án không đủ căn cứ pháp lý, hãy thu hồi quyết định bác ân xá và chỉ đạo viện, tòa tối cao giám đốc thẩm, hủy án điều tra xét xử lại từ đầu. Quyền trong tay, đàn em trong tay, chỉ ho một tiếng là xong. Nếu xét xử nghiêm túc vụ này thì Hồ Duy Hải vô tội, cả đồng cán bộ tố tụng cấp sơ phúc thẩm phải vô tù, cặp đôi Bình Trương Bình Nguyễn dính phốt mất ghế trong đại hội 12. Đều thế đấy, kẻ cướp lại được lũ dân đen bốc thơm làm hiệp sĩ. Nghe tin bác mượn lòng từ tâm trấn Trịnh Công Lý, lão chọc gậy bánh xe. Ý lão tình sâu xa lắm, từ chuyện ngang chân bác lần này, chúng còn tính chuyện hất kế bác trong kỳ đại hội 13. Đấy là cái nguy tiềm tàng bác nhé. Bác à, cháu bảo có ông tiến sĩ Vũ Minh Khương nói trên BBC, nếu để thằng nhóc Hải chết theo án thằng Bình, tòa bác được 10 điểm. Nhưng khi người dân biết Hải chết oan, uy tín của bác sẽ mất 100.000 điểm. Mà chuyện Hải oan cả thế giới biết cả rồi, đúng là bọn chúng ác thật, đem cả núi lửa bỏ vào tay bác. Bác đại lượng nhân từ thế mà thua tiếng Tư Sâu thì uất thật, không thể để thua trận này bác ạ. Con biết bác là người trí tuệ sư Việt, người trong tướng tính chuyện ngàn dặm. Nhưng con lo bác hay nhân từ nên bọn chúng làm lừng, dám hỗn sửa của bác là trọng lú. Nghe mà tức lên đến óc, Trịnh Xuân Thanh chạy trốn đến tận trời Tây, bác còn bắt về Việt Nam quy án. Tinh tưởng như ba ích, bác còn cho về chăn gà làm người tử tế, để tự Bắc Hà, Trầm Bê, Si Sáng lần lượt vào lò. Lú là thế nào? Mạnh tay vào bác nhé. Không rõ anh cầm tù có ghi chưa chứ trên mạng nó sao đây. Thằng Hoa Bình Tòa có đến 9 cái nhà giá trị vài 300 tỷ, đầu tư 2 dự án cả vài ngàn tỷ. Cụ to đấy bác ạ, đánh rắn phải đánh vào đầu. Nó là đầu tiêu phải sự ngay lập tức. Nói thật lòng, tài sắp cưới chơi ghế con không bằng sự lông chân của bác. Nhưng yêu bác quá, sốt ruột quá, và xin góp vài ý thô thiện xin bác thể tất cho. Bình Tòa đang cầm quân cầm tướng cười một tiếng tạo 17 thằng thẩm phán sơ tay săn sắt. Phải điều hộ Ly Sơn thôi bác ạ, cho nó về ban nội chính triều tướng không quân cho lành. Hay về ban tuyên giáo kinh tế càng hay, xong đó bác cho anh cầm tú kiểm tra toàn diện tòa án, giao chị Nga đi thẩm tra án Hồ Duy Hải, cơ cấu lại tòa án tối cao, lập hội đồng thẩm phán mới giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải, cho hủy án điều tra lại từ đầu. Chúng nó có mặt chạy đường trời, cho Bình Tòa vào lò, Bình Trương thì sai phạm án oan quá nhiều nên không cơ cấu, nếu có tư túi thì cho gia nhập đội Silverto thêm vui. Lão Tư Sâu vừa cơ cấu cho công tử Tướng Sơn làm phó chủ tịch quận ở Sài Gòn, nói nhân nói nghĩa sự cũng theo nói ba ích, ăn no đời bố củng cố đời con. Bác nói anh thiện nhân, dập lửa phải dập từ đâu, cứ thấy khói là dập ngay. Còn chú Vượng lóng trải tinh tướng, chỉ có bác mới đủ lý luận có tầm nhìn, đi xa chủ trương. Anh Vượng nhà ta hay phát triển, phát biểu linh tinh, muốn lập thuyết ngôn nào là phát huy kinh tế hợp tác xã, cứ như là sẽ thay bác tới nơi, bác phải đề phòng cẩn thận. Thế bác nhé, xương cờ nghĩa cải cách tư pháp, cứu một sinh linh công đức bằng xây vạn ngôi chùa, bài đình tam trúc chả là cái đình gì, chỉ dọi thu tiền công đức. Bác mới là chân mạng đế vương, cùng nhân độ thế, thay máu cho cả nền tố tụng hôn ám của Tư Sâu,
Bình Trương Bắc sẽ cử nguy muôn dân Việt. Con kính bác làm một phát đại hội 13 sẽ thắng lợi ngay trước ngày khai mạc. Vụ giết hai nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi ở ấp 5, xã Nhì Thành, huyện Thủ Thừa, Long An, tại nơi làm việc xảy ra hồi ngày 13 tháng 1 năm 2008. Ngay sau đó, thanh niên Hồ Duy Hải sinh năm 1985 ở Long An bị bắt giữ và bị tuyên án tử hình với tội danh giết người, cướp tài sản tại cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm. Tuy nhiên, bản thân anh Hồ Duy Hải nói với bà mẹ trong một lần gặp là phải kêu oan cho anh vì anh không phạm tội. Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ anh cùng những người thân trong gia đình suốt hơn chục năm qua kêu cứu khắp nơi. Luật sư cũng nêu ra những khuất tất của quá trình điều tra vụ án. Khi bác kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và y án tử hình đối với anh Hồ Duy Hải, Hội đồng thẩm phán hôm 8 tháng 5 cho rằng vào những thời điểm quan trọng, anh Hồ Duy Hải luôn nhận tội. Hội đồng này kết luận cả hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm kết án anh Hồ Duy Hải về tội cướp tài sản, giết người là có căn cứ, không oan sai. Tội giết người bị xử tử hình và tội cướp tài sản bị tuyên 5 năm tù là đúng pháp luật. Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao thừa nhận, dù quá trình điều tra, xét xử có một số thiếu sót, nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án. Trao đổi với RFA vào tối ngày 8 tháng 5, bà Nguyễn Thị Rưỡi, dì ruột của Hồ Duy Hải bày tỏ thất vọng với nền công lý nước nhà. Gia đình rất là bức xúc luôn, không còn tin rồi, ở đất nước Việt Nam còn không bằng công lý nhân quyền của trên đất cậu ấy. Con mà tham quan mà cái gì cũng không quan trọng, cái vụ án nó là hình sự giết người dưới bên tay lại không cần đất cũng không quan trọng, rồi biểu thường không thấy hội như cũng không quan trọng, cái gì đối với ông là quan trọng, rồi mấy thằng mà cái gì mới làm sai ấy, mấy ông cũng cho là không quan trọng luôn, là sai là nghiêm trọng của luật tố tụng hình sự mà cũng cho là không quan trọng, cái gì là quan trọng. Họ che cho bằng hải hồ như hải này là được tích thần cho quan con cháu quan chức cao cấp rồi để họ họ được mình nghĩ là ở Việt Nam nó thì dân giám sát là nói là một đàn mà làm một nẻo thì bây giờ cô tiếc cô là người Việt Nam đó. Vẫn theo bà Nguyễn Thị Rưỡi, gia đình bà đã có dự báo phiên tòa giám đốc thẩm lần này sẽ không thay đổi gì nhiều, nhưng vẫn nuôi hy vọng, nên giờ đây phải gánh chịu thất vọng. Đã ông nghĩ mà mình nóng hậu ấm là bác sáng bị hồi mà 2011, bây giờ ông ngồi là phiên tòa thì gia đình cô là cái ngán ngẩm trước khi phiên tòa đã tiêm. Trước ngày 6 tháng tháng 4 này, quyết định nói khi, 6 tháng 5 này, quyết định nói khi tới giờ phút chót tiêm. Là tôi thấy cô ngao ngán là tôi thấy là giống như là bài bên tòa hè tôi có thôi, tôi có mô hình, tôi có tư cấu đó. Báo cáo gì lên lãnh đạo với đảng thôi chứ tôi cũng biết nói được. Cái tội này trời không dung đất không ta đâu. Cái mạng người dân Việt Nam mình dễ muốn quá. Trước đó, báo trong nước vào ngày 28 tháng 4 đưa tin cho biết, phiên giám đốc thẩm xét xử vụ án giết người cướp tài sản đối với bị can Hồ Duy Hải sẽ do ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao làm chủ tọa phiên tòa. Ông Nguyễn Hòa Bình vào ngày 24 tháng 10 năm 2011, trong cương vị Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đã ban hành quyết định không kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải với lý do không có tình tiết mới. Vì vậy, nhiều người đã lo ngại về vấn đề công tâm trong phiên xét xử lần này, và kết quả phiên xử giám đốc thẩm hôm 8 tháng 5 đã thật sự khiến nhiều người bất bình, như lời luật sư Đặng Đình Mạnh tại Sài Gòn. Bởi vì một cái vụ án hình sự, mà trong đó cái hồ sơ vụ án nó rất là nhiều điều phi lý và khuất tất. Thế nhưng mà tòa án vẫn kiên quyết là xét xử một người, một công dân với mức án cao nhất là tử hình. Vì cái điều đó thật sự nó không hề thỏa đáng. Và chính qua kết quả như vậy thì không chỉ là buồn mà còn lo lắng, rất là lo lắng do cái sinh hoạt pháp luật của nhà nước trong cái giai đoạn như thế này. Không chỉ trong nước, mà dư luận quốc tế cũng bày tỏ sự thất vọng đối với việc tòa tuyên giữ nguyên hình phạt tử hình đối với Hồ Duy Hải. Ông Nguyễn Trường Sơn, người phụ trách vận động khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International cho rằng, phiên tòa phúc thẩm xử Hồ Duy Hải bất chấp luật pháp và đạo lý. Bất chấp luật pháp là bởi vì sao? Chúng ta thấy các cái phương tiện truyền thông của Việt Nam đã đưa tin rất là đầy đủ. Đó là bản thân Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chỉ ra rất rõ ràng, đó là cái quá trình điều tra và xét xử Hồ Duy Hải nó mắc phải rất nhiều sai phạm
rất nghiêm trọng. Và theo cái ý hiểu thông thường, đó là một khi cái việc xét xử một người mà nó mắc nhiều cái sai phạm như vậy đó, thì chí ít là phải điều tra lại. Và khi điều tra lại thì phải điều tra cả cái người đã cái người mà xét xử trước đây, để xem là liệu người ta có cái ý đồ gì, làm sai như thế nào. Thì cái ý hiểu thông thường là như vậy. Hoặc tốt hơn đó là khi đã làm sai thì phải khắc phục hậu quả, đó là phải trả tự do cho nạn nhân. Bởi vì rõ ràng cái việc họ bị cầm tù là hệ quả của việc xét xử sai lầm. Thế nhưng mà trái với cái nguyện vọng của hầu hết mọi người, cũng như là trái với cả cái ý hiểu thông thường về luật pháp như vậy đó, thì tòa án tối cao hôm nay đã ra một cái quyết định, đó là giữ nguyên cái bản án của Hồ Duy Hải. Và tôi cho rằng đó là nó trái cái tinh thần luật pháp, và nó trái với đạo lý, và nó trái với cả lòng người. Và tôi phải nói đây là một cái kết luận hết sức là đáng thất vọng. Với kinh nghiệm đã từng đọc qua hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải từ người nhà phạm nhân, luật sư Phạm Công Úc thuộc công ty luật Phạm Nghiêm cho biết ông không ngạc nhiên với kết quả của phiên tòa. Ông đưa ra ba luận điểm của ông về phiên xử giám đốc thẩm Hồ Duy Hải như sau. Thứ nhất, tôi cho rằng là đây là một kịch bản hoàn hảo giữa Viện sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao. Bởi vì ba kiểm sát viên đại diện cho Viện sát nhân dân tối cao đưa ra những tình tiết yếu ớt và trả lời trước hội đồng toàn thể thẩm phán. Yếu ớt đưa ra những tình tiết mang tính khách quan chứ không phải là chủ quan. Bởi những lời khai là nó mang yếu tố chủ quan. Còn những vết máu, những vết vân tay, những cái hung khí là nó là khách quan. Thì viện sát là không có đưa ra được để mà chứng minh rằng là Hồ Duy Hải yếu tố ngoại phạm hay không ngoại phạm, mà chỉ đưa ra cái đoạn đường 7,5 cây số rồi chứng minh yếu ớt rằng là Hồ Duy Hải là không đủ thời gian để vượt qua cái đoạn đường đó để mà gây án. Nhưng mà những cái lý lẽ yếu ớt đó là trong phần hỏi của hội đồng xét xử thì phản bác được ngay, và trong phần trả lời đó là không có luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho Hồ Duy Hải. Như vậy là đây là vở kịch giữa các vai diễn với nhau, và không cho cái người phá bỉnh là luật sư tham dự. Và sau khi mà bước qua cái giai đoạn mà gây cấn để làm rõ các tình tiết vụ án, thì lúc đó luật sư Trần Hồng Phong mới được triệu tập và mới được mời tới để nghe tuyên án. Như vậy đã, người ta đã loại trừ cái người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho tử tù mà kêu oan, trong khi tử tù kêu oan là không có mặt ở tại phiên tòa. Vẫn theo luật sư Phạm Công Úc, phiên tòa lần này được tính toán rất kỹ khi cố tình đưa một số phóng viên báo chí vào tác nghiệp. Ông cho rằng đây là hành động cố tình, bởi vì kịch bản để các phóng viên báo chí phải tâm phục khẩu phục đối với bản án giám đốc thẩm hôm nay. Dưới góc độ nghề nghiệp thì tôi thấy rằng là như vậy. Phía bên tòa chiếu lên màn hình hoặc là hỏi những câu hỏi là những người tiến hành tố tụng trước đó đã kết tội Hồ Duy Hải, đọc những bản khai Hồ Duy Hải cái hành vi giết người như thế nào, và có sửa chữa trong đó là không, nó không làm thay đổi bản chất của vụ án. Như vậy á thì báo chí người ta mới thì ra Hồ Duy Hải là cái người giết người, cướp tài sản. Quay đi quay lại thì vẫn là lời khai, mà lời khai nó là chứng cứ phi vật chất. Và lời khai này tôi không tin rằng là tự do Hồ Duy Hải khai ra mà không có bất kỳ một áp lực nào khác. Như vậy là phiên tòa này người ta đưa báo chí vào để hợp thức quá cái gọi là cáo buộc đối với một cái người kêu oan bằng những lời khai chứ không phải bằng chứng cứ. Nếu bằng chứng cứ
thì phải giải thích được là những dấu vân tay đó là của ai, Nguyễn Văn Nghị có dấu vân tay ở trong hiện trường đó hay không. Đó là chứng cứ không thể chối cãi, nhưng người ta lại không đưa ra các chứng cứ đó mà người ta đưa ra những lời khai. Ngoài ra, luật sư Phạm Công Úc cũng chỉ ra rằng do Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã không hoàn thành trách nhiệm của mình khi đưa ra những chứng cứ yếu ớt, để từ đó khiến hội đồng thẩm phán đặt lại câu hỏi về tính hợp pháp của kháng nghị mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đưa ra. Hồi cuối tháng 11 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị xóa bỏ toàn bộ các bản án trước đó đối với tử tù Hồ Duy Hải để điều tra lại. Trong khi đó, quyết định bác đơn xin ân xá của Chủ tịch nước đối với Hồ Duy Hải là một văn bản tố tụng, nằm trong văn bản tố tụng hình phạt đã có hiệu lực pháp luật trước khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đưa ra kháng nghị. Do đó, Hội đồng thẩm phán đã biểu quyết 17 trên 17 người rằng kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao không hợp lệ. Tuy nhiên, luật sư Phạm Công Úc nhận định rằng kết quả phiên tòa này cần được hủy bỏ vì đã vi phạm nhiều điều cơ bản về cơ cấu hội đồng thẩm phán. Theo quy định của pháp luật thì 17 vị này không được phép ngồi trong phiên tòa giám đốc thẩm này. Bởi vì phiên tòa giám đốc thẩm này chỉ có 5 thẩm phán mà thôi. Và 5 thẩm phán đó là ai trong số 17 vị? Không hề có một quyết định nào phân công 5 thẩm phán. Do đó 17 người mà không được phân công mà số lượng là cũng không phù hợp với bộ luật tố tụng hình sự, thì cái phiên tòa ngày nay dù xử đúng hay xử sai, có minh oan hay là không minh oan, có là chấp nhận quyết định kháng nghị hay không chấp nhận quyết định kháng nghị của Viện sát nhân dân cao, đều là vô giá trị dưới góc nhìn của tôi. Trước phán quyết giữ nguyên bản án tử hình đối với Hồ Duy Hải trong phiên giám đốc thẩm hôm 8 tháng 5, bà Nguyễn Thị Rưỡi cho biết gia đình vẫn sẽ tiếp tục kêu oan cho Hải trong thời gian tới và sẽ không ngừng lên tiếng cho đến khi Hồ Duy Hải được minh oan và thả tự do. Ở gia đình cô đã cho cô lo nó qua tới Thái Lan nên là lên kêu gọi là liên hiệp quốc rồi thì bản của phải làm lại chứ hiện nay chứ không biết Việt Nam thì còn gì để nói như vậy. Không chỉ riêng gia đình tử tù Hồ Duy Hải mà các cá nhân, tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước cũng cho biết sẽ tiếp tục lên tiếng cho Hải, như lời ông Nguyễn Trường Sơn của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Chắc chắn là ân xá quốc tế sẽ không thể dừng lại cái công việc của mình trong việc bảo vệ cái tính mạng của Hồ Duy Hải, cũng như là kêu cầu công lý cho anh. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc để kêu gọi chính quyền Việt Nam phải xem xét lại cái quyết định ngày hôm nay của Tòa án tối cao. Các cái công việc cụ thể mà chúng tôi làm sắp tới thì bây giờ tôi chưa có thể nói ra được. Thế nhưng một điều tôi có thể khẳng định đó là ân xá quốc tế sẽ không bao giờ bỏ cuộc.